Xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Người Việt xa xứ ăn Tết, xa quê hương, cũng như là mỗi gia đình cũng vẫn giữ truyền thống của người Việt mình, tuy là ở xa quê, giữ lại cho con cháu và những nét đẹp không bao giờ quên được, và dù ở nơi đâu cũng cần phải gìn giữ nó. Hạnh Lê sẽ tường thuật và cũng như kể cái câu chuyện của mình ở ngoài đời thật mỗi năm, và cũng như mỗi gia đình khác, giống như gia đình Hạnh Lê vậy. Mời quý cô bác, anh chị và các bạn xem. Hạnh Lê đang đi chợ sáng 30 để dự trữ những đồ ăn cũng như chuẩn bị cho ngày Tết, và giữ những truyền thống để cho những đứa con của mình nó giữ và nó hiểu biết về phong tục cũng như là truyền thống Việt Nam của mình. Đây là tôm nè cả nhà. Đây là mấy con tôm tích nè, gia vị, con ngư. Tết, chợ Tết đông quá cả nhà. Chợ Tết nhộn nhịp. Đây là 30 Tết à? Không có đường đi luôn. Không có đường đi, kẻ ra người vô chen chúc nhau đi á mọi người. Đây tiệm cá nè. Ôi, bánh mứt quá trời cả nhà ơi. Hạnh Lê mua thêm cái này, hôm qua Hạnh Lê mua rồi, Hạnh Lê mua thêm cái mứt này. Đây đi vòng á cả nhà. Đi hoài đi chưa khỏi hay gì Trinh? Thank you.
mâm cơm này của Hạnh Lê là mâm cơm mình giữ truyền thống người Việt của mình, nhớ về ông bà tổ tiên những ngày Tết. Còn hiện tại là sáng mùng 1 đó quý vị, sáng mùng 1 thì Hạnh Lê tập cho con nó chúc những lời chúc. Thứ nhất là giữ truyền thống, thứ hai là học thêm được những tiếng Việt để nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn. Còn thời gian này là dành cho những người thân yêu, những người bạn đến ăn vui cùng và chúc Tết rồi hái lộc đầu năm để mình cùng nhau để mình giữ những nét đẹp truyền thống của quê hương mình. Đây, cá sa mình. Đây mình nêm chua nha. Cái mình có gỏi gà nha. Gỏi lớn đi kìa. Hôm nay là mình ăn cái món này đặc biệt, món miền Trung nè, mình giới thiệu món miền Trung nè, măng kho nè, rồi cái mình cuốn rau sống rồi mình cuốn cho thêm nem chua, mình cuốn cho thêm lỗ tai heo, múc lỗ tai heo thêm, rồi xong cái mình cuốn cho bánh tráng. Cái nước này là cái nước thịt kho, là cũng là nước chấm luôn. Mình cuốn xong rồi mình lấy nước thịt kho với nước mắm ớt cay, mình bỏ vô nước mắm ớt cay này, mình bỏ vô cái nước chấm trong chén chấm mình chút xíu, rồi bắt đầu là mình chấm ăn đó. Mình có chồng miền Trung, thành ra mình giới thiệu món miền Trung đặc sản miền Trung. Đặc sản miền Trung, gỏi gà ngon lắm nè. Ừ, gỏi gà ăn đi con. Đó, thịt nguội nè ha, Tết mình có đủ món. À, mình còn tôm khô của kiểu nữa nè, chưa lấy ra, để em lấy ra cho anh Lộc đồ nhậu. Mắm tép nữa nè, thấy không, mình ở Úc vẫn có đầy đủ mắm tép. Rồi mời cả nhà, mời ăn cái chua bò bún nè, măng kho với thịt đó cả nhà, ngon lắm. Mình phải kho đùi á, nó mới béo, nó mới ngon. Rồi, Hạnh Lê bỏ lỗ tai heo. Ngâm nè. Có dưa leo nữa nè. Bỏ một thứ gì đó. Là những dạ, cảm ơn dì Vượng. À, món Tết á, đây nè, còn thêm món món nèm, món ăn dì Vượng làm ngon quá. Ăn món của nó. Em lâu đó chờ anh đi lại. Rồi, anh lại bỏ một ít rau. Muốn ăn món của nó thôi mà. Rau. Xà lách. Bỏ cá sống rồi nè. Rồi đủ rồi, thank you chị Phượng. Nó mình nó giống như vậy. Đó. Bắt đầu hành lê cuốn. Ăn mấy món lạ ha Lộc. Lạ, bữa nay quá lạ luôn. Mà ngon lắm, ăn nhiều khi mình ăn nhiều món á, lâu lâu mình đổi khẩu vị, mình ăn món lạ của các vùng miền khác á, ăn cũng ngon. Hôm em về Việt Nam á, em nấu món này cho cả gia đình ăn nè, gia đình cũng thích lắm. Đây, nước chấm là nước thịt kho luôn. Bỏ chút xíu là nước mắm ớt cay vô rồi mình chấm. Rồi, thế là xong nha cả nhà, ngon lắm. Rồi sau khi mình ăn là giờ tới chương trình hái lộc đầu xuân nè mọi người, cả nhà. Vô đây luôn. Chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới nha. Rồi bắt đầu mình trò chơi bắt lộc đầu xuân. Đó,
Rồi, mắt cái đầu tôi biết. Ủa, cái lọc của mình sẽ mất đi quá hả? À, Xuân ở Úc mình là chỉ... Ủa, nó bỏ đi. Xuân, rồi, anh lọc bắt chứ đi. Xuân ở Úc mình là chỉ chơi rồi. Trong nhà vậy thôi à. Ở ngoài đường rồi, thì rất là bình thường á. Mấy em này là nói cái người mà già nhất là bắt trước. Anh ở đây là bây già giờ nhất. Ờ, anh là già nhất rồi. Anh bắt trước. Rồi, tao Phượng. Ủa, bắt, em nói nhất anh. Không có hai chồng. Hai chồng bắt trước đi. Được tới tầm với ông ảnh. Không, bây giờ cho biết cái số là ai bắt cũng được nhưng mà cái số nó ra đâu có giống nhau đâu, không cần ai tới chứ sao hết chứ. Dạ, con số. Ai muốn bắt em phải cái con số. Vậy đó đây. Cái trộn lên chứ. Rồi trời, rồi em đi giới thiệu. Hai số cuối cùng. Anh Lê bắt. Rồi em bắt. Bắt số đang bắt hai lộc, hai lộc. Ông đâu cầm lên tại hai cái. Hai lộc đầu năm nha. Rồi bắt đầu, số mấy? Số 2. Không. Ha. Mỗi người bắt số rồi coi. À em số 5. Anh số 5. Số 4. Anh số 2. Số 1. Số 4 nó cười 2. Rồi. Ta làm một quân. Vậy là con liệu số 6. Em số 6. Số 1 bắt trước. Số 1 kìa. Anh là một quân. Đẹp trai dễ thương. Và còn tìm gấm chúng tên. Rồi ớt đi. Rồi. Đụng vô là lấy nha. Chứ không có được. Không có được bằng bằng nha. Trong cái bao thơ này nè là có một cái bao thơ 100 đô, có 50 đô, có 20 đô vậy, nói chung là lộn xộn hết, nhưng mà có 100 đô là nhiều nhất. Nhưng mà bây giờ không cho đụng, không cho đụng, không cho mằn. Thì bây giờ là chỉ có hên xui. Mình nhìn cái nào mình bắt cái đó nha, không cho touch, không cho đụng nha. Ý à, thì ra là ngộ ghê ha. Ai hơn là được 100 đô là lớn nhất nha. Ai cũng hồi hộp hết. Ai cũng hồi hộp hết đó, cả nhà. Bên đây ông hỏi à. Tết mình ở đây là chỉ ở trong nhà vui xuân vậy thôi, còn ngoài đường thì rất là bình thường. Dùng gì lấy đi nhãn hả? Ờ. Lấy đi nhãn gì? Khó quá. Nhìn thấu được không? Nhìn thấu được cái tờ 100 ở trong không? Ôi. Không thấy. Nhãn nha. Dày quá. Thôi chắc cho 30 giây nữa nha. Thôi. Làm lẻ đi chứ. Người ta nôn ta chờ quá. Thôi xui. Giao hay không là cho mày nữa mà. Tờ 5 đồng là chết. Cái đó được đó. Rồi. Ra đi có cọng dây đó. Rồi. Có muốn vui? Vui không? Vui không? Vui ra không? Không, vui không, chưa, à. Chưa. Đấy, ngồi chưa. Ai cũng cầm hết đi. Một cầm chứ. Rồi, rồi, bây giờ, còn hồi hộp chưa mở nha. Ok. Rồi, còn... Tới. Anh Lộc liền nơi cầm nha. Rồi cầm thần đó, lẻ lên. Úp bà là, dòng cu là. Dòng cu là. Một đồng ra. 5 đồng rồi, 5 đồng. Được chưa? Số 3. Số 3. Cái nào đây ta? Số 3. Số 3. Đây, số 3. Em số 5, anh số 3. Số 3 nào, mình đi đâu kia người ta. Bây giờ tới số 3. Ba là nóng mình, sao đừng thấy trước chạy. Bây giờ mình chưa có coi tiền ở trong thơ, trong... bao lì xì như thế nào á, mình chưa coi chút xíu là mình ngạc nhiên. Một đồng này lấy đi. Thôi, bây giờ mình chơi nha, chơi. Cái bao nào mà đó, cái bao nào 100 rồi đó, nặng nặng á. Mình lấy cái cây nó quằn đi. Cây quầy là chắc nặng quá, trời kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm. Cái quằn. Cái bình chủ nhà mình lấy cái 100 đồng nè. Không đợi đâu. Số 4. Chị Phượng. Yeah. Hồi hộp và chờ đợi. Cơ hội. Anh thích cái nào? Phải lượng sức, phải lượng sức mình. Chèo cao là té cao. Rồi, số 5 là em phải không? Em, để em. Ây da, em ơi. Đây. Đây. Cái kia. Không, để em. Rồi, em ơi. Để em. Anh bảo là anh. Thế chú em chịu à? Wow, cao quá. Anh bảo là ôi, chạy quá vậy ta. Chạy quá, chạy quá. Rồi, cái này. Trăm đô đó mà. Đừng có làm người ta phục hết. Người ta còn đang rút mà. Chị Liễu. Rồi chừng nào
mới cho coi tiền. Bây giờ thấy hỏi rồi, có chơi cái bầu cua cá cọp. Tại em đi đó lấy cái này đặt vô bầu cua cá cọp. Thôi vậy không vui, phải chụp đi. Hai cái này còn lại là của chị ta anh đó. Cái này là của chị Yến với anh Tiến. Đó. Tại bữa nay chị Yến với anh Tiến không có mặt. Còn tài 50 phải không? Còn tài 50 phải không? Anh ơi mình có lời rồi. Có lời rồi. Tự nhiên. 5 đồng. Ui. 20. Rồi cảm ơn Nguyên anh nè. Dạ. Ủa em thì chưa hả? Chưa, số 1 đi sao mà. Tại giờ người ta dùng mỗi công điểm. Chảo. 5 đồng. Mình dùng 5 đồng. Dùng 5 nội công quá chắc 5 đồng quá. 20. Tấn trăm. Tại vì hồi nãy có thể là tưởng 50 đồng. Bây giờ là em đi có vốn gì cho em đi làm cái đập một cua cá cọp. Rồi 100 đô. Bây giờ anh có 20 đô. Bây giờ là mình bắt đầu tới trò chơi mới là bầu cua cá cọp để mình giữ những cái truyền thống của người Việt của mình. Cái này là để chôn. Để cho vui và để cho mấy đứa nhỏ nó hiểu như thế nào đó. Năm nay mình cũng hên là Tết Việt mình nằm ngay cuối tuần á mọi người. Thành ra mình cũng hơi có thời gian. Nhưng mà thường thì mình chỉ chơi trong nhà. Mùi xuân, mùi Tết là mình chỉ ở trong gia đình, trong nhà như vậy á. Còn ở ngoài đường thì rất là buồn.
cả nhà ở Úc mình chỉ du sinh như vậy, với ông bà cô bác biết không, ở bên Úc mình thì Tết của mình rất là bình thường, tại vì mới vừa ăn ăn Tết Tây xong đó, là Tết Tây là chính của ở xứ Tây này. Ô, cái này chung gì? Chung gì? Lấy tiền lẻ để chung được rồi. Lẻ để cho anh quay. Lớn chung lớn, đặt nhỏ chung nhỏ. Đặt lớn chung lớn, đặt nhỏ chung nhỏ. Ủa, chồng một cái rồi, vợ cái đặt không? Đâu, bóp tiền đâu? Bóp tiền đâu? Đặt lớn, đặt lớn. Anh đâu biết đâu. Rồi. Để bóp tiền ở trong phòng. Rồi, bây giờ lắc kia. Đặt đi. Đặt chưa? Đặt chưa? Ấm ba la và bù la. Con cá, con bây giờ đặt chưa? Rồi, đặt chưa? Rồi, đặt lớn chút lớn. Bây giờ em không có tiền lẻ đặt hả? Đổi cái kìa, trời ơi. Trời ơi, coi. Gái bao la. Trời ơi, kế bao la. Nhìn là cái gì kêu bằng ngân hàng. À, cho đổi 50 nha. Đổi 50 nè. Rồi, đổi 50. Rồi, vô đây. Rồi, đặt đây. Đặt đi. Cái đặt rồi đó. Đâu mà nhìn điên luyện. Đâu. Đâu. Đặt đồng hồ. Đâu. Ông Son đâu đặt ra. Nè LV luôn. Tết á, thường thường á, là mình ăn con cá. Rồi cá rồi. Cá 20 luôn phải không? Ừ. Đặt nào. Thôi em bầu đi. Bầu là mang bầu á. Ơi, em đặt cái thơm. Đó. Đặt con gì? Năm nay con mèo không có con mèo á. Con gì? Con thỏ, thỏ có thỏ không? Muốn trả gì? 5 đồng hả? 10 đồng đi. Trời ơi coi. Coi để đồng hồ. Coi để đồng hồ thấy ghét không? Muốn thỏ nha. Là con maximum là 2 chỗ. Vô đi, vô đi. Hai con gì được không? Được, rồi. Rồi cái đó. Nữa. Vui quá. Rồi. À dạ. Quý ông bà cơ bác. Rồi, sao vậy nào? À chừng nay luôn thôi, chừng hôm nay luôn cho đủ luôn rồi. Cái câu này cá chung chết luôn. Cua bầu kìa. Ôi. Em quay. Em lấy cây quạt ra nóng quá. Con trai. Tôi bầu nha. Bầu. Hai con tôm. Cái mà. Anh đặt cái gì anh? Rồi. À có thỏ không? Năm nay có con mèo với con mèo thỏ. Đó nè. Con thỏ hả? 1 2 3. Đó là 2 con tôm với 1 cái bầu. 2 con tôm 1 con bầu. Bây giờ em gà đi. Anh con gì nữa? Từ. Tiền ra xong để xuống đây chuyện lẻ. Giờ bây giờ đặt cái con lẻ lên. Rồi đặt đi. Em con gà. Thôi, đổi đi, đổi anh tờ đi. Hồi nãy con cua hả? Hai con tôm. Cho em con tôm đi. Em đặt nhiêu tôm? 10 đồng á. Muốn là em đặt. Rồi sao? Chưa, anh chưa đặt mà. Rồi. Em đặt con gì? Mình giữ truyền thống. Em đặt con gì? Vui. Cho con làm giàu rồi. Đặt chưa? Này gì? 5 đồng. 10 đồng con tôm. Rồi đặt cái gì nữa? Em đặt cua hả? Em đặt cua. Anh cua. Cua. Con nai. Cua. Chị Phượng con gì? Con tôm. Đủ hết chưa? Rồi. Đủ hết hả? Con tôm, con hùm. Bây giờ đang Cá bầu gà. Là cái lượm hết á. Ôi, không được gì dở mạnh lên chứ. Không được à? Con nai vàng ngơ. Cái này đây. Cái này vàng ngươi. Không phải nó phải đồng đấy nè. Nó phải có hai con nai luôn kìa.
rồi 15 đồng không có cái đồng 15 thành 30 30 rồi đó lấy 15 đồng nhìn vô là mình lỗ 10 đồng rồi trời ơi sao em bầu gặp anh đây anh lời đâu lời sống lời con nai nè con cua nè ừ ba con 20 25 lỡ 5 bạc lỗ 5 đồng lỗ 5 đồng lỗ 5 bạc nhưng mà em chung cho vợ em chứ em chung cho ai đâu mà lỗ 20 nè em chung cho vợ em mà em còn cùng len không lời gì hết trơn à sao chưa? Năm nay em đặt hai lần bầu là dính hai lần bầu luôn rồi năm nay là có bầu rồi cái năm nay là đặt quyến bảo nha quyến bảo đẻ con gái đó là rồi em đặt cái gì em đặt con tôm lại sao anh Thoại 20 em phải đặt 20 luôn hả em đặt con tôm đổi không đổi không cho em đổi đi cho em đổi đi đổi đi nè chi thôi mình thích ăn cua đặt cua đi cua không chịu nữa bây giờ em thử thời vận năm nay em đặt bầu nữa nè cua dính cái nãy giờ là cua, giờ cua, bầu cua. Bầu đặt cái gì nãy giờ bầu win tôm hùm tôm mà mấy đồng 10 đồng á muốn mà cho nhiêu cho ăn ăn tôm hùm được không mà chơi đó ăn chưa cua rồi có chưa rồi cua hôm nay chỉ có cua tôm bầu cua không có cua này không cái này rồi cái này lắc kiểu này cua bầu cua nó chống mặt hết chứ nó không lắc cho... nhiều quá. Ủa, em quên đặt rồi ổng lắc nhanh em quên đặt rồi em quên đặt rồi có ai cho em đổi 50 vô đặt vô đặt vô đặt vô đặt lớn chúng lớn đặt nhỏ chúng nhỏ rồi không đặt chút chút lì xì của em hết 50 rồi đó hết 50 rồi đó giờ em đặt con khoan nha cho em đặt con gì đem suy nghĩ. Ủa, cái này có ai cái này không cần cái bầu không cần con nai đi okay. Con nai đi em con nai đi final call rồi final call no more bet rồi no trời more bet rồi làm giúp no more bet làm giúp cái no more bet no more bet chạy bộ không có mình để 5 năm no more bet rồi con gì casino à bộ không có mình phải để 5 năm bầu bầu cá nai nai tôm nai em có nai nè em có cá gà ăn rồi còn như có hết cua nai của em cua bầu quê bầu là quê cái quê vốn rồi đây đây em được 10 đồng là lời 10 đồng nè em nai nè đó lời trời ơi tôi ghét không coi tướng con cua đây đang mở nhạc lên nè cũng tôm luôn à... vừa mà tay cái chưa ta chưa lắc xong mình đi đặt thì không được khó vậy trời không đặt à không khó vậy rồi chứ là hai chục cô cua cô mơ đâu có 5 đồng đó thôi ai cũng chết vậy tôm tái tôm nha gà đi gà mà ăn ngán tôm cũng được Tôm đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành đời tôi cô đơn nên yêu ai 88 năm nên là số 88 số 88 số này mình bỏ đâu để đây thì bỏ đây rồi để đây nè để anh bật luôn bỏ vô 88 anh đặt lên đây nè không bậy cái này anh để đây nè ủa rồi nhóc kia ổng không có sao vậy con tôi 88 mà con ra con mấy con mấy là gì đây em đi à, rồi chưa hưởng coi em tắt bằng ở lại với ai ở lại với ba bà ba bây giờ anh kêu cuối cùng nha mấy ông tám này á ông này á không hả ủa hai vậy em tám tám hả 38 rồi bây giờ là con số thứ tư sẽ bắt đầu.
Chưa có ai, chưa có hai ba con nữa. 34 không có. Ba bốn không có, không có, không có, ba bốn không có. Rồi, 24. Em điểm thấy số. Con số thứ bảy. Con này nó chạy sẽ là con số mà số được 23. 23. Trời ơi, anh Lộc kêu cái gì? Anh Lộc kêu cái gì mà em không có vô gì hết trơn vậy? Rồi. Sóc sóc lên nha anh Lộc. Tóc nãy giờ ta sống chết luôn rồi. 24 cho mày. Rồi con số, con số 67. 67. Ờ kể Nam người Bắc hay Lộc? Bởi em nó cũng lại khẽ luôn nè. Giống nhau vậy. Người ta trúng hàng ngang mà anh kêu em trúng hàng dọc không mà. 67 đâu? Đây nè, có đây nè. Số nhiều quá biết không có 67. Bị sao vậy? Đây. Anh đừng ta không không cho anh kinh về thua tiền vợ anh, nó tự anh rồi sao anh cô vậy? Em phải cao một bản nhạc cho vô hợp cái số đó. Anh đặt vô đó để nữa hồi dò cái số vậy. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi. Chuẩn bị ra con cờ đây đây. Số 7. Số 7. Không có. Không có. Không có. Được chưa? Số 7. Số 7 đây nè. Đó. 30 con 9. 39. Em không có số nào vô chưa? Được chưa? Em thấy không được. Em bắt trước ta. Số 86. Anh đã giật không còn. Không có một con luôn, rõ ràng luôn. Được chưa? Không có một con luôn chứ đừng có nói. Đừng có nói giống như 31 có được. Nãy giờ mấy con rồi? 4 con rồi. 4 con mà không đi vô một con luôn nè. Đáng chờ. Kiếm khoan không? Đang chờ đó nha. Trời. Không dám mà. Chờ ba, chờ ba con. Có 69. 69. 68. 69. Trời không vô. 8. Cái này là phát thiệt. Chứ không phải là phát chứ không hẳn. Phát thiệt luôn. Con số 23. 23. Không có luôn. Hành kinh nha, hành kinh nha. Số 5. 21 có chưa? 21. 12 21 đây này, để vô, để vô, để vô. 38. 38 đang tiêu 38 đây. Đây. Phải đây. Không? Rồi. 52. Chỉ quy 100. Chỉ ấy đâu rồi. 52. Đây 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 đây. Đâu? 76. Không qua lại mình chọn cái số mới. Đúng ra là hồi nãy cái người cái phải đặt vô trong đây cái mình gà cái số nó lẹ lắm. Chứ đừng có để ngoài. Đúng rồi, đúng rồi. Tại người cái á. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Kệ không có sai. Lấy 60. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu chồng? Lấy 60. Bao nhiêu lời 50. Bây giờ đổi cái này khác. Ồ. Nó muốn đổi, đổi nào, đổi. Muốn giữ nó. 60 đô. Nãy 100 giờ 60. Thôi giờ ai kêu đi kêu mạng. Rồi, tới bên đây. Kêu mình nó về ngủ nha. Let's kêu. Mấy giờ còn 2 giờ 5 luôn rồi đó. 2 giờ. Rồi. Thôi 1 tiếng không thêm, đừng đổi màu. Đừng đổi màu, đừng đổi. 20. Ờ, qua 12 giờ. Quên mất rồi, quên mất rồi. Cúng hỷ phạt xoài. Tiếng Tàu mình là cúng hỷ phạt xoài. Tiếng Việt Nam là chúc mừng năm mới. Và tiếng Anh nó gọi là Happy New Year. Mà bây giờ anh là lân nhất của ta, anh đại diện. Anh đại diện để chúc tất cả mọi người một năm mới được nhiều an khang và thịnh vượng, sức khỏe tràn đầy. Ở sức khỏe dồi dào. Trang ở đây là dư rồi đó. Dồi dào. Dồi dào là nhiều thôi, chưa có đầy. Dồi dào là nhiều thôi, chưa đầy. Chưa đầy là đầy. Đây, vỗ tay, vỗ tay Lộc. Rồi. Mình máy bay luôn. Rồi, Happy New Year. Anh lên máy bay. Nhớ cho Hạnh cái like nha. Anh lên máy bay. Chị Hạnh có like chị Hạnh. Chị Hạnh cho chị Hạnh hai cái like chị Hạnh. Bye bye.